Xin chào quý vị các bạn, hôm nay giới thiệu món mới học được món hủ tiếu khô. Cái này là đặc biệt là thịt băm rồi nước sốt bí quyết này không chỉ được. Cái này nước sốt để làm bánh phở để ăn hủ tiếu khô bỏ vô vũ rất là đặc biệt. Công thức mới học rất là ngon, tuyệt vời. Cái này rất là ngon. Hủ tiếu khô hay hủ tiếu nước cũng được. Sáng trời lạnh thì ăn nên ăn hủ tiếu khô cho nước nó ấm. Trưa thì ăn hủ tiếu khô đem đi làm. Nồi nước hầm khoảng 2 tiếng, 3 tiếng, mua xương heo về hầm. Rồi muốn ăn tôm, muốn ăn mực, muốn ăn tim cọp hay lòng heo cái gì muốn mua về thì bỏ ra một cái lò riêng nấu, nồi riêng nấu để lấy cái nước nó ra. Đồ dơ đổ ra hết đi, rồi rửa giả sạch muối, rồi bóp muối rồi vô xong rửa giả sạch. Xong rồi là luộc nó cho nó ấy, cho nó ra dơ hết, vớt sạch bọt xong sẽ bỏ ra ngoài cho nó khô, nó nguội rồi cắt mỏng ra. Cái này nước này mình sẽ ăn chén súp ha, sáng ha, vũ bánh phở xong rồi muỗng thịt rồi đồ màu rồi vô. Xong rồi là sẽ chiên súp với hẹ với hành là ngon rồi ha. Ok, hôm nay chia sẻ một bí quyết, ai muốn học công thức thì nhớ để lại comment rồi nhớ like với lại subscribe. Ok, thank you.